Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với chương trình hướng dẫn tự ôn thi môn SBR của tự ôn thi.com. Và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chuyển sang cái chủ đề về chuẩn mực IFRS số 2, các cái giao dịch thanh toán dựa trên cổ phiếu. Toàn bộ nội dung của chủ đề này thì sẽ được chia làm 5 video, và trong video đầu tiên ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu về 5 cái nguyên tắc cơ bản cần biết về cái chuẩn mực IFRS số 2. Cái việc nắm vững được 5 cái nguyên tắc này thì sẽ giúp chúng ta có thể hiểu được nhanh chóng các cái nội dung mà chúng ta đi tìm hiểu ở các cái video sau. Tuy nhiên, trước tiên thì chúng ta sẽ phải đi tìm hiểu thế nào là một cái giao dịch thanh toán dựa trên cổ phiếu đã. Theo định nghĩa thì một cái giao dịch thanh toán dựa trên cổ phiếu sẽ là một cái giao dịch mà theo đó một bên chủ thể sẽ được nhận hàng hóa hoặc dịch vụ để trao đổi với cái công cụ vốn của chủ thể đó, hoặc là cái chủ thể đó sẽ phát sinh một cái khoản công nợ đối với các cái nhà cung cấp hàng hóa dịch vụ với cái giá trị được xác định dựa trên giá của cái công cụ vốn của chủ thể. Từ cái định nghĩa này thì chúng ta thấy nó có vẻ hơi lằng nhằng một chút. Tuy nhiên là chúng ta có thể hình dung qua cái sơ đồ như sau. Thứ nhất là chúng ta sẽ phải có hai bên chủ thể, đúng không ạ? Một bên chủ thể sẽ là bên nhận được hàng hóa dịch vụ và phải phát hành công cụ vốn hoặc là phát sinh một cái khoản nợ với cái giá trị được xác định dựa trên cái giá của công cụ vốn. Và bên thứ hai là một cái chủ thể sẽ cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ. Thì cái bên cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ này họ có thể là tổ chức, có thể là cá nhân, có thể là nhân viên công ty. Và trong cái giao dịch giữa hai cái chủ thể này thì sẽ phát sinh thứ nhất là hàng hóa dịch vụ này, và đổi lại sẽ là công cụ vốn hoặc là các khoản nợ phát sinh với giá trị được tính, được xác định dựa trên cái giá của công cụ vốn, đúng chưa ạ? Và cái thỏa thuận giữa hai cái bên chủ thể này làm phát sinh cái giao dịch thanh toán dựa trên cổ phiếu này thì sẽ được gọi là cái thỏa thuận thanh toán dựa trên cổ phiếu. Thì đây là cái cách mà chúng ta hình dung về cái khái niệm này. Như vậy, từ cái khái niệm này có thể chúng ta sẽ thấy là nó liên quan đến một số các cái chuẩn mực lúc trước mà chúng ta đã học. Như vậy thì liệu giữa các cái chuẩn mực này có cái sự trùng lặp về cái phạm vi điều chỉnh hay không? Đầu tiên là với cái chuẩn mực về lợi ích của nhân viên IFRS số 19. Khi mà chúng ta tìm hiểu về cái chuẩn mực IFRS số 19, chúng ta đã biết rằng là các cái lợi ích cho nhân viên có thể hiểu là toàn bộ các cái khoản mà tổ chức chi trả để đổi lấy dịch vụ của người lao động cung cấp hoặc để chấm dứt sử dụng lao động. Như vậy, trong cái trường hợp mà cái nhà cung cấp ở đây nó là các cái nhân viên, hay nói cách khác là nhân viên, các cái người lao động đóng vai trò là nhà cung cấp dịch vụ, và cái phần thanh toán mà công ty sử dụng để thanh toán cho các cái nhân viên này là bằng các cái công cụ vốn hoặc là các cái khoản nợ được xác định với giá trị dựa trên cái giá trị của các cái công cụ vốn, thì khi đó nó sẽ thuộc phạm vi quy định của IFRS số 2. Còn nếu như mà công ty lại sử dụng tiền để thanh toán cho các cái nhân viên này thì khi đó sẽ không thuộc phạm vi điều chỉnh của IFRS số 2. Được chưa? Cái chuẩn mực thứ hai mà chúng ta có thể thấy liên quan đó là trường hợp cái chuẩn mực về hợp nhất kinh doanh IFRS số 3. Thì theo quy định tại cái phạm vi áp dụng của chuẩn mực IFRS số 2 đã quy định rằng trong cái trường hợp mà công ty phát hành các cái công cụ vốn để mà đổi lấy cái quyền kiểm soát trong các cái công ty khác, hay nói cách khác là để đổi lấy cái giá trị tài sản thuần trong các công ty khác trong một cái giao dịch hợp nhất kinh doanh, thì khi đó cái loại giao dịch này sẽ không được xử lý theo quy định tại IFRS số 2 mà sẽ được xử lý theo cái quy định tại IFRS số 3 về hợp nhất kinh doanh. Thì đó là đôi điều về cái khái niệm thế nào là một cái giao dịch thanh toán dựa trên cổ phiếu mà chúng ta cần nắm được. Bây giờ chúng ta sẽ sang cái phần nội dung chính của video ngày hôm nay, đó là 5 cái nguyên tắc cơ bản chúng ta cần biết về IFRS số 2. Nguyên tắc đầu tiên đó là nguyên tắc phân loại hợp đồng thanh toán dựa trên cổ phiếu. Lý do tại sao thì bởi vì tùy vào từng cái loại hợp đồng mà sẽ ảnh hưởng tới cái cách ghi nhận đo lường giao dịch. Do vậy, sau khi mà đã xác định là một cái giao dịch nó thuộc phạm vi điều chỉnh của IFRS số 2 thì cái bước đầu tiên mà chúng ta làm khi mà hạch toán cái giao dịch này là phải xác định đúng loại hợp đồng. Theo quy định tại IFRS số 2 thì sẽ có 3 cái loại giao dịch thanh toán dựa trên cổ phiếu. Thứ nhất đó là các cái giao dịch thanh toán dựa trên cổ phiếu theo dạng thanh toán bằng tiền. Theo cái loại giao dịch này thì công ty sẽ nhận hàng hóa hoặc dịch vụ và phát sinh một cái khoản nợ
với cái giá trị được xác định dựa trên cái giá của cổ phiếu của công ty hoặc là các cái công cụ vốn khác của công ty, như là một cái sự trao đổi lại với bên nhà cung cấp. Ví dụ như là công ty có thể phát hành cái quyền tăng giá cổ phiếu cho nhân viên. Đây là một cái loại công cụ cho phép nhân viên nhận được các cái khoản thanh toán bằng tiền trong tương lai dựa trên cái sự gia tăng trong giá trị cổ phiếu của công ty. Chúng ta viết tắt bằng cái từ là SAR. Tất nhiên là công ty sẽ phát hành cái công cụ này để mà đổi lại với cái dịch vụ sức lao động mà người lao động đã cung cấp cho công ty, đúng không ạ? Cái loại giao dịch thanh toán dựa trên cổ phiếu thứ hai đó là cái loại giao dịch thanh toán dựa trên cổ phiếu mà sẽ được thanh toán bằng công cụ vốn. Theo đó thì cái chủ thể mà nhận hàng hóa hoặc dịch vụ thì sẽ phát hành các cái công cụ vốn của mình để đổi lại cho phía bên nhà cung cấp. Ví dụ như là phát hành cổ phiếu hoặc là quyền chọn cổ phiếu. Cái loại hình thứ ba đó là các cái giao dịch thanh toán dựa trên cổ phiếu mà có cái sự lựa chọn cho cái việc thanh toán là bằng tiền hoặc là bằng cổ phiếu hay là bằng công cụ vốn. Theo đó thì một là bên chủ thể nhận được hàng hóa dịch vụ hoặc là cái bên nhà cung cấp hàng hóa dịch vụ sẽ có một cái quyền để chọn xem là cái việc thanh toán cái giao dịch này có thể là bằng tiền hoặc bằng các cái công cụ vốn. Tức là chưa cố định là theo hình thức nào mà là được lựa chọn, dù là bên chủ thể phát hành hay là bên chủ thể cung cấp hàng hóa, dịch vụ. Chúng ta sang cái nguyên tắc thứ hai, đó là nguyên tắc chung liên quan đến cái vấn đề ghi nhận cái giao dịch thanh toán dựa trên cổ phiếu. Đầu tiên đó là về thời điểm ghi nhận, thì hàng hóa sẽ được ghi nhận khi mà công ty nhận được hàng hóa, được chưa ạ? Còn dịch vụ thì cũng sẽ được ghi nhận khi mà công ty đã nhận được cái dịch vụ từ phía nhà cung cấp. Thì đó là thời điểm ghi nhận. Còn cái cách hạch toán thì đối với cái giao dịch thanh toán dựa trên cổ phiếu mà thanh toán bằng cái hình thức là công cụ vốn, thì khi đó chúng ta sẽ ghi bút toán nợ, chi phí hoặc là tài sản nếu như mà thỏa mãn điều kiện, và có bút toán là vốn chủ sở hữu, tức là chúng ta ghi tăng vốn chủ sở hữu lên. Còn đối với cái giao dịch thanh toán dựa trên cổ phiếu mà theo cái phương thức là phát sinh cái khoản nợ phải trả được xác định với giá trị được dựa trên cái giá của công cụ vốn, thì khi đó chúng ta cũng sẽ ghi nhận là nợ, chi phí hoặc là tài sản nếu như thỏa mãn, nhưng mà chúng ta sẽ ghi nhận là có tài khoản nợ phải trả. Các bạn lưu ý đây chỉ là những cái nguyên tắc ghi nhận chung để chúng ta hình dung ra cái việc ghi nhận cái giao dịch thanh toán dựa trên cổ phiếu mà thôi. Còn đâu cái việc ghi nhận với giá trị bao nhiêu, xác định như thế nào, thời điểm ghi nhận chi phí như nào thì chúng ta sẽ phải dựa vào các cái nguyên tắc khác và xét trong từng cái trường hợp cụ thể mà chúng ta sẽ đi nghiên cứu sâu ở các cái video sau. Bây giờ chúng ta sẽ sang cái nguyên tắc thứ ba, đó là cách để đo lường hay là cái cách để xác định giá trị giao dịch cần ghi nhận. IFRS số 2 thì quy định cái nguyên tắc chung cho cái việc đo lường cái giao dịch đấy như sau, đó là công ty sẽ đo lường cái chi phí phát sinh từ cái giao dịch thanh toán dựa trên giá trị cổ phiếu bằng cách sử dụng cái phương pháp mà sẽ cung cấp cái thông tin đáng tin cậy nhất. Theo đó thì chuẩn mực này yêu cầu doanh nghiệp sẽ phải đo lường giá trị giao dịch sử dụng cái giá trị hợp lý của hàng hóa dịch vụ đã nhận. Tuy nhiên trong cái trường hợp mà không thể đo lường một cách đáng tin cậy cái giá trị này thì khi đó doanh nghiệp sẽ đo lường cách gián tiếp, tức là thông qua cái giá trị hợp lý của cái công cụ vốn mà doanh nghiệp đã phát hành. Cụ thể nếu như mà cái giao dịch thanh toán dựa trên cổ phiếu này thuộc cái loại thanh toán bằng công cụ vốn thì khi đó giá trị hợp lý của các cái công cụ vốn này sẽ được xác định là cái giá trị hợp lý tại cái ngày hai bên đồng ý với cái thỏa thuận thanh toán dựa trên cổ phiếu, và cái giá trị hợp lý này sau đó thì sẽ được giữ nguyên, tức là sẽ không được điều chỉnh cái sự thay đổi trong cái giá trị hợp lý này. Lý do là tại sao thì các bạn hãy nhớ lại cái nội dung chúng ta đã học về công cụ tài chính trong môn FR, đúng không ạ? Theo đó thì với các cái công cụ vốn ấy, khi mà chúng ta là người phát hành thì bởi vì cái rủi ro nó đã nằm ở phía những cái người mua công cụ vốn của chúng ta rồi, đúng không? Do vậy chúng ta sẽ không đánh giá lại cái giá trị hợp lý của cái công cụ vốn nữa. Nếu như mà cái giao dịch thanh toán dựa trên cổ phiếu này được thanh toán theo cái hình thức là phát sinh công nợ với cái giá trị
được xác định dựa trên cái giá của công cụ vốn, thì khi đó cái giá trị của giao dịch vẫn được xác định theo cái giá trị hợp lý của công cụ vốn tại cái ngày mà hai bên đồng ý với cái hợp đồng thanh toán dựa trên cổ phiếu. Tuy nhiên, cái giá trị hợp lý cần ghi nhận thì sẽ được xem xét lại vào cuối mỗi năm tài chính, và nếu như mà có thay đổi thì sẽ được tính vào lãi lỗ trong kỳ. Thì để mà hình dung về cái trường hợp này, các bạn hãy nhớ đến cái công cụ tài chính là Fair Value Through Profit or Loss. Thì đây chính là cái loại công cụ tài chính mà sẽ có cái sự thay đổi trong giá trị hợp lý thì được ghi nhận thẳng vào lãi lỗ trong kỳ. Chuẩn mực IFRS này thì nó đã quy định cụ thể một cái trường hợp, đó là trong cái trường hợp mà cái giao dịch thanh toán dựa trên giá trị cổ phiếu này mà thực hiện với nhân viên công ty, thì khi đó cái giao dịch này sẽ được áp dụng, sẽ được xác định giá trị, được đo lường theo cái phương pháp gián tiếp, tức là đo lường theo cái giá trị hợp lý của cái công cụ vốn mà công ty phát hành. Lý do là bởi vì sẽ rất là khó để có thể đo lường được cái giá trị hợp lý của cái dịch vụ mà nhân viên đã cung cấp, đúng không? Thì chúng ta hãy nhớ cái nguyên tắc này trong cái việc đo lường các cái giao dịch. Còn cụ thể cái việc xác định như nào thì khi mà đi vào từng cái tình huống cụ thể trong các video tiếp theo thì chúng ta sẽ tìm hiểu sâu hơn. Còn bây giờ chúng ta hãy sang cái nguyên tắc thứ tư, đó là về các cái điều kiện để được trao quyền, hay nói cách khác là các cái điều kiện được hưởng. Thì thế nào là các cái điều kiện được hưởng hay là các cái điều kiện để được trao quyền? Theo cái định nghĩa trong cái chuẩn mực thì các cái điều kiện mà nó sẽ xác định xem là liệu doanh nghiệp có nhận cái dịch vụ mà theo đó sẽ cho phép cái đối tác của mình nhận được các cái khoản thanh toán dựa trên cổ phiếu hay không. Ví dụ như là công ty sẽ xác định là anh sẽ được nhận 1.000 cái cổ phiếu của tôi trong cái trường hợp là anh làm cho tôi tối thiểu trong cái thời gian 3 năm, đúng không? Thì khi đó nếu như mà cái anh nhân viên này anh ấy nghỉ việc trước cái thời hạn 3 năm đó thì chắc chắn anh ấy sẽ không nhận được số cổ phiếu của công ty, bởi vì là đã không đáp ứng cái điều kiện về thời gian thực hiện dịch vụ. Như vậy, chúng ta quay lại với cái mô hình mà mô tả một cái giao dịch thanh toán dựa trên cổ phiếu mà chúng ta đã xem ở đầu video, thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái thỏa thuận hay là cái hợp đồng thanh toán dựa trên giá trị cổ phiếu này nó sẽ lại được chia thành hai cái trường hợp. Thứ nhất là các cái hợp đồng mà không có cái điều khoản thụ hưởng hay là không có cái điều khoản để được trao quyền. Và cái trường hợp là các cái thỏa thuận mà cái bên đối tác sẽ chỉ nhận được cái khoản thanh toán khi mà tất cả các cái điều kiện thụ hưởng đã được thỏa mãn, đúng không ạ? Vậy làm thế nào để xác định được một cái thỏa thuận nó có bao gồm hay không bao gồm các cái điều kiện thụ hưởng này? Chúng ta có thể tuân theo, thực hiện theo cái sơ đồ sau. Đầu tiên chúng ta sẽ phải xem là cái thỏa thuận của chúng ta có bao gồm cái điều kiện mà nó sẽ xác định xem là liệu doanh nghiệp có nhận cái dịch vụ mà cho phép cái đối tác sẽ được thụ hưởng cái phần thanh toán dựa trên cổ phiếu hay không. Nếu như câu trả lời là không thì khi đó đây là một cái thỏa thuận không có cái điều kiện thụ hưởng. Được chưa? Còn nếu như mà câu trả lời là có thì khi đó chúng ta lại phải xem là liệu cái điều kiện thụ hưởng trong hợp đồng đó nó có chỉ yêu cầu duy nhất là về cái thời kỳ mà dịch vụ cần phải hoàn thành hay không. Khi đó nếu câu trả lời là có thì tức là đây là một cái điều kiện dịch vụ, tức là thỏa thuận thanh toán dựa trên cổ phiếu kèm theo cái điều kiện về dịch vụ. Thì điều kiện về dịch vụ nghĩa là cái điều kiện mà khi bên cung cấp hàng hóa dịch vụ đó sẽ được yêu cầu phải hoàn thành một cái thời hạn cụ thể của dịch vụ thì mới được nhận phần thanh toán. Ví dụ như là như cái ví dụ lúc trước mình đề cập là một nhân viên sẽ chỉ được nhận cổ phiếu sau khi đã làm cho công ty 3 năm đó. Và nếu như mà nhân viên không hoàn thành được cái điều kiện là thời gian làm việc 3 năm thì sẽ không được nhận cái phần cổ phiếu. Còn nếu như câu trả lời của chúng ta là không, tức là cái thỏa thuận này nó không chỉ bao gồm mỗi cái điều kiện về cái thời gian thực hiện dịch vụ, thì khi đó chúng ta sẽ gọi cái thỏa thuận này là cái thỏa thuận kèm theo cái điều kiện thực hiện. Điều kiện thực hiện nó là khi bên cung cấp hàng hóa dịch vụ được yêu cầu phải hoàn thành một thời hạn cụ thể của dịch vụ và phải thỏa mãn các cái mục tiêu hoạt động cụ thể trong khi cung cấp dịch vụ. Tức là nó không chỉ bao gồm mỗi cái điều kiện về thời hạn cung cấp dịch vụ mà còn bao gồm cả mục tiêu hoạt động nữa. Khi này chúng ta lại phải xem cái mục tiêu hoạt động này
nó có liên quan trực tiếp đến cái giá trị thị trường của công ty hay không? Nếu như mà câu trả lời là có, thì khi đó cái điều kiện này được gọi là điều kiện thị trường. Ví dụ như là cái điều kiện là nhân viên sẽ chỉ nhận được quyền chọn cổ phiếu khi mà cái giá cổ phiếu của công ty sẽ vượt 100 đô sau một năm. Thì tức là cái mục tiêu hoạt động này nó gắn liền với cái giá trị thị trường của công ty, cái giá trị cổ phiếu của công ty, đúng không ạ? Còn trường hợp còn lại, khi mà cái điều kiện hoạt động, các cái mục tiêu hoạt động nó không gắn liền với cái giá trị thị trường của công ty, thì khi đó chúng ta sẽ gọi là các cái điều kiện phi thị trường. Ví dụ như là một cái thỏa thuận, nó có cái điều kiện thực hiện là một anh này sẽ chỉ nhận được cái phần thanh toán là 1.000 quyền chọn cổ phiếu của công ty nếu như cái chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế và lãi vay tăng trưởng 15% sau 2 năm. Đúng không ạ? Thì khi đó cái chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế và lãi vay này nó không liên quan trực tiếp đến cái giá trị thị trường của công ty, và do vậy nó là cái điều kiện phi thị trường. Sở dĩ chúng ta phải xác định xem cái điều kiện thụ hưởng nó là điều kiện liên quan đến dịch vụ hay là điều kiện thị trường hay là điều kiện phi thị trường, bởi vì là bản chất của các cái điều kiện được hưởng này nó sẽ ảnh hưởng đến cái thời điểm chi phí được ghi nhận, và trong một số trường hợp thì cái cách xác định cái giá trị chi phí cần ghi nhận nữa. Ngoài ra là tùy thuộc vào bản chất của cái điều kiện mà khi cái điều kiện đó không được thỏa mãn, công ty có thể sẽ cần phải điều chỉnh lại các cái chi phí đã được ghi nhận trước đây. Do vậy đây là một cái bước vô cùng quan trọng trong cái quá trình chúng ta kế toán các cái khoản thanh toán dựa trên cổ phiếu. Chi tiết xem là từng cái điều kiện này nó ảnh hưởng đến cách hạch toán như thế nào thì khi chúng ta đi vào từng trường hợp cụ thể chúng ta sẽ tìm hiểu. Còn bây giờ thì các bạn có thể nhìn qua cái bảng tóm tắt này, mình đã làm cho từng cái điều kiện thụ hưởng. Ví dụ như là với trường hợp không có điều kiện thụ hưởng thì khi đó cái chi phí sẽ được ghi nhận đầy đủ vào cái ngày thỏa thuận thực hiện cái thanh toán dựa trên cổ phiếu. Còn nếu như là trong trường hợp là điều kiện thụ hưởng là điều kiện dịch vụ thì khi đó cái chi phí sẽ được ghi nhận qua cái thời kỳ thực hiện dịch vụ. Ví dụ như là cái thời kỳ thực hiện dịch vụ là 3 năm thì chi phí sẽ được tính toán và ghi nhận trong 3 năm. Thì mình tạm giải thích cái lý do mà chúng ta phải xác định từng cái điều kiện thực hiện hợp đồng như vậy để các bạn hiểu được cái sự khác nhau. Còn đâu thì về chi tiết cái sự khác nhau như thế nào thì bây giờ mình sẽ chưa giải thích luôn, vì chúng ta sẽ cần phải xem từng cái ví dụ cụ thể chúng ta mới hiểu được, chứ giải thích lý thuyết suông luôn bây giờ thì chúng ta cũng sẽ không thể nhớ được đâu. Bây giờ chúng ta hãy sang cái phần nguyên tắc thứ 5 liên quan đến cái cách xử lý các cái sự thay đổi đối với các cái loại giao dịch thanh toán dựa trên cổ phiếu. Các cái thay đổi ở đây có thể kể đến, thứ nhất là thay đổi do xác định lại giá của công cụ vốn, hay là chuyển từ cái loại hình thanh toán dựa trên cổ phiếu thanh toán bằng tiền mà chuyển sang cái hình thức là thanh toán bằng công cụ vốn. Loại thay đổi thứ hai có thể kể đến đó là hủy bỏ. Có thể là do công ty gặp điều kiện quá là khó khăn để có thể thực hiện được cái giao dịch thanh toán dựa trên cổ phiếu nên họ quyết định là hủy bỏ cái giao dịch. Và trong cái việc là hủy bỏ cái giao dịch thanh toán dựa trên cổ phiếu đó thì có thể là công ty sẽ phải trả một cái khoản thanh toán gọi như kiểu là đền bù cho các cái người lao động á, hoặc là cho cái bên đối tác đó. Thì cái việc mà chi trả một cái khoản thanh toán cũng được kể đến như là một cái sự thay đổi trong cái quá trình diễn ra cái giao dịch thanh toán dựa trên cổ phiếu. Cái hình thức thứ tư, hình thức thay đổi thứ tư có thể kể đến ở đây đó là thay thế. Nghĩa là thay thế một cái giao dịch thanh toán dựa trên cổ phiếu cũ bằng một cái giao dịch thanh toán dựa trên cổ phiếu mới. Thì thật ra cái hình thức thứ tư này nó cũng khá là giống với cái hình thức thứ nhất. Thì với bốn cái loại thay đổi này, chúng ta đều xử lý tuân theo hai cái nguyên tắc chung sau. Tất nhiên là chi tiết thì sẽ có sự khác nhau, nhưng mà về mặt cơ bản thì chúng ta tuân theo hai nguyên tắc. Thứ nhất là vẫn hoạch toán theo cái quy định thông thường tại IFRS số 2 cho đến cái ngày mà diễn ra cái sự thay đổi đó. Nghĩa là không cần biết là tôi thay đổi cái gì, nhưng mà cần phải hạch toán cái gì cho đến cái ngày dẫn đến cái sự thay đổi đó thì tôi vẫn phải hạch toán theo cái đúng quy định, được chưa ạ? Và cái thứ hai là trong cái quá trình mà điều chỉnh các cái sự thay đổi của cái giao dịch thanh toán dựa trên cổ phiếu thì nguyên tắc ở đây là chúng ta không điều chỉnh hồi tố, mà là chúng ta chỉ điều chỉnh vào cái báo cáo tài chính của năm hiện tại và các cái năm khác trong tương lai nếu cần thôi.
Như vậy ở đây nghĩa là chúng ta hiểu là chúng ta xử lý cái sự thay đổi này giống như là một cái sự thay đổi trong cái ước tính kế toán, đúng không? Chứ không xử lý hồi tố theo kiểu là chính sách kế toán. Các bạn hãy ghi nhớ hai cái nguyên tắc này, vì hai cái nguyên tắc này nó sẽ ảnh hưởng đến các cái hạch toán chi tiết đối với các cái sự thay đổi này. Thì như vậy là mình đã giải thích xong 5 cái nguyên tắc cơ bản mà chúng ta cần phải biết về cái chuẩn mực IFRS số 2. Và trong cái video tiếp theo thì mình sẽ chuyển sang cái video về cái cách ghi nhận, đo lường và hạch toán đối với các cái giao dịch thanh toán dựa trên cổ phiếu cho hai cái hình thức là thanh toán bằng công cụ vốn và thanh toán bằng tiền. Qua cái video này các bạn sẽ so sánh và thấy được cái sự giống nhau khác nhau giữa hai cái hình thức này. Hẹn gặp lại các bạn ở các video sau và chúc các bạn học đơn giản thi hiệu quả.